Tôi đang học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese. Đang học. Bạn làm ơn nói chậm lại được không? Can you please speak slower? Chậm lại. Đợi tôi một chút. Just a moment. Một chút. Tôi nhờ bạn cái này được không? Can you do me a favor? Nhờ. Bạn đang tìm gì vậy? What are you looking for? Tìm. Bờ cờ sờ tìm ở đâu? Where can I find the BCS? Ở đâu? Cho tôi một dĩa cơm tấm. Can I have one Vietnamese broken rice? Cho tôi. Cái này bao nhiêu? How much is this? Bao nhiêu? Không cần thối tiền đâu ạ. I don't need my change back. Thối tiền. Tôi cần đi rút tiền. I need to withdraw some cash. Rút tiền. Tôi cần bịch. I need a bag. Bịch. Tôi cần giày cỡ size 40. I need a pair of shoes in the size 40. Cỡ size. Bạn có tấm hình nào không? Do you have a picture? Tấm hình. Nó không hợp lý. It doesn't make sense. Hợp lý. Cứ bình tĩnh. Take it easy. Bình tĩnh. Tôi hay cầu nguyện vào mỗi tối. I often pray every night. Cầu nguyện. Cho tôi đi quá giang được không? Could you give me a lift? Quá giang. Bạn đang nghĩ gì vậy? What's on your mind? Nghĩ. Tôi nghi lắm. I doubt it. Nghi. Phí thời gian. What a waste of time. Phí. Tôi bình thường. I can't complain. Bình thường. Dạo gần đây, cô ấy hay cọc cằn. She's been cranky lately. Cọc cằn. Nói dễ hơn làm. Easier said than done. Dễ hơn. Xe máy của tôi bị tịch thu. My motorbike was impounded. Tịch thu. Xu nha. What a bummer. Xu. Đi ra đi. Get out of here. Đi ra. Anh ấy hay ra dễ. He often flaunts, shows off. Ra dễ. Giải tán, xong xuôi. Call it a day. Giải tán xong xuôi. Sex trong tiếng Việt nói làm sao? How to say sex in Vietnamese? Nói làm sao? Ăn ngon miệng. Enjoy your meal. Ngon miệng. Bạn thích Sài Gòn như thế nào? How do you like Sài Gòn? Thích. Nhớ vặn nước bồn cầu sau khi đi xong. Remember to flush toilet after using. Vặn nước. Bạn phải đi khám bác sĩ. You must see a doctor. Khám bác sĩ. Hôm nay tôi đi chích ngừa cảm cúm.
I'm going to have flu shot today. Chích ngừa. Tôi hay bị táo bón. I often have constipation. Táo bón. Tôi bị tiêu chảy sau khi ăn quá nhiều mít. I had diarrhea after eating too much jackfruit. Tiêu chảy. Bạn có thể trả giá khi mua đồ ở Việt Nam. You can bargain when buying goods in Vietnam. Trả giá. Tôi đang bị chìm. I'm drowning. Chìm. Chừng nào bạn cưới? When will you get married? Cưới. Cô ấy đang có bầu. She is pregnant. Có bầu. Vui lòng nhường ghế cho người lớn tuổi. Please offer your seat to the elderly. Nhường ghế. Tôi bị hôi nách. I have smelly armpits. Hôi. Tôi không uống rượu. I don't drink alcohol. Uống rượu. Tôi hay hút thuốc. I often smoke. Hút thuốc. Tôi không ngủ được. I can't sleep. Ngủ. Tôi tính đặt vé máy bay đi Mỹ. I'm going to book a flight to the US. Đặt vé máy bay. Tôi muốn đặt phòng khách sạn cho 3 đêm. I'd like to book a hotel room for 3 nights. Đặt phòng. Bạn nên kiểm tra hạn sử dụng. You should check the expiry date. Hạn sử dụng. Tết này tôi sẽ đi làm móng. I will get my nails done this Tết holiday. Làm móng. Bạn có thường quay tay không? Do you often touch yourself? Quay tay. What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? Bạn đang làm gì vậy? I'm listening to music. Mình đang nghe nhạc. Mình đang nghe nhạc. Do you work today? Hôm nay bạn có đi làm không? Hôm nay bạn có đi làm không? Have you had breakfast? Bạn ăn sáng chưa? Bạn ăn sáng chưa? I have to do my grocery shopping. Mình phải đi chợ đây. Mình phải đi chợ đây. I don't know. Mình không biết. Mình không biết. I like going to the movies. Mình thích đi xem phim. Mình thích đi xem phim. What's your job? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Do you live alone? Bạn có ở một mình không? Bạn có ở một mình không? How was your day? Ngày hôm nay của bạn ra sao? Ngày hôm nay của bạn ra sao? Where are you going? Bạn định đi đâu vậy? Bạn định đi đâu vậy? I'm busy now. Bây giờ mình bận rồi.
Bây giờ mình bận rồi. When are you free? Khi nào bạn rảnh? Khi nào bạn rảnh? You are good looking. Bạn đẹp lắm. Bạn đẹp lắm. I am sleepy. Mình buồn ngủ. Mình buồn ngủ. I'm going to take a shower. Mình đi tắm đây. Mình đi tắm đây. I agree with you. Mình đồng ý với bạn. Mình đồng ý với bạn. I'm sorry about that. Mình rất tiếc. Mình rất tiếc. Do you mind me asking your age? Mình có thể hỏi tuổi của bạn không? Mình có thể hỏi tuổi của bạn không? Sorry for bothering you. Xin lỗi đã làm phiền bạn. Xin lỗi đã làm phiền bạn. What's the weather there like? Thời tiết ở đó như thế nào? Thời tiết ở đó như thế nào? I need to make an appointment. Mình cần phải đặt lịch hẹn. Mình cần phải đặt lịch hẹn. What time can I pick you up? Mình có thể đón bạn lúc mấy giờ? Mình có thể đón bạn lúc mấy giờ? What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì? Sở thích của bạn là gì? What are your plans for the weekend? Cuối tuần bạn định làm gì? Cuối tuần bạn định làm gì? I'm very stressed. Mình rất áp lực. Mình rất áp lực. Sorry, I don't understand. Xin lỗi, mình không hiểu. Xin lỗi, mình không hiểu. It drives me nuts. Nó khiến mình nổi điên lên. Nó khiến mình nổi điên lên. I'd like to order some food, please. Mình muốn đặt mua đồ ăn. Mình muốn đặt mua đồ ăn. What social media are you on? Bạn có xài mạng xã hội nào không? Bạn có xài mạng xã hội nào không? I am bored. Mình chán quá. Mình chán quá. Are you kidding me? Bạn đùa à? Bạn đùa à? Are you serious? Bạn nghiêm túc chứ? Bạn nghiêm túc chứ? When's your birthday? Sinh nhật của bạn vào ngày mấy? Sinh nhật của bạn vào ngày mấy? Do you remember me? Bạn còn nhớ mình không? Bạn còn nhớ mình không? What's the problem? Có vấn đề gì vậy? Có vấn đề gì vậy? It's a bit embarrassing. Hơi ngượng một chút. Hơi ngượng một chút. Are you sure? Bạn có chắc không? Bạn có chắc không? What time is it now?
Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là mấy giờ rồi? Who is that? Ai vậy? Ai vậy? One second, please. Làm ơn đợi một chút. Làm ơn đợi một chút. I have a question. Mình có một câu hỏi. Mình có một câu hỏi. That's right. Đúng rồi. Đúng rồi. What's your number? Số điện thoại của bạn là gì? Số điện thoại của bạn là gì? Let me think. Để mình suy nghĩ. Để mình suy nghĩ. How long does it take? Nó mất bao lâu? Nó mất bao lâu? I feel better now. Mình cảm thấy tốt hơn rồi. Mình cảm thấy tốt hơn rồi. It's weird. Kỳ ghê. Kỳ ghê. I like to spend time with my family. Mình muốn dành thời gian với gia đình mình. Mình muốn dành thời gian với gia đình mình. What do you mean? Ý bạn là sao? Ý bạn là sao? Shut up. Câm mồm đi. Câm mồm đi. That's exactly what I mean. Đúng như ý mình luôn đó. Đúng như ý mình luôn đó. It's a beautiful day. Ngày hôm nay đẹp lắm. Ngày hôm nay đẹp lắm. I want to travel to Vietnam. Mình muốn đi du lịch Việt Nam. Mình muốn đi du lịch Việt Nam. Have a nice day. Chúc một ngày tốt đẹp. Chúc một ngày tốt đẹp. You play games all day long. Bạn suốt ngày chơi game. Bạn suốt ngày chơi game. Oh my god. Trời ơi. Chúa ơi. Trời ơi. Chúa ơi. Take care of yourself. Phải chăm sóc cho bản thân mình. Phải chăm sóc cho bản thân mình. What a coincidence. Trùng hợp ghê. Trùng hợp ghê. I am hungry. Mình đói bụng ghê. Mình đói bụng ghê. It's freezing today. Hôm nay trời lạnh cống. Hôm nay trời lạnh cống. It's hot today. Hôm nay trời nóng. Hôm nay trời nóng. I'm broke. Mình hết tiền rồi. Mình hết tiền rồi. I can't afford that. Mình không có đủ điều kiện. Mình không có đủ điều kiện. Easy money.
đồng tiền rẻ. Dơ. Đồng tiền rẻ. Dơ. At all costs. Bằng bất cứ giá nào. Bằng bất cứ giá nào. It's hilarious. Buồn cười ghê. Buồn cười ghê. Everything will be fine. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. It is what it is. Chịu thôi. Chịu thôi. I've gained weight. Mình tăng cân rồi. Mình tăng cân rồi. I'm being so lazy. Mình đang làm biếng. Mình đang làm biếng. I have to go now. Bây giờ mình phải đi rồi. Bây giờ mình phải đi rồi. Don't take it seriously. Đừng có nghiêm trọng hóa. Đừng có nghiêm trọng hóa. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. I have to do my housework. Mình phải làm việc nhà. Mình phải làm việc nhà. I don't give a shit. Mình quan tâm. Mình quan tâm. We have something in common. Chúng mình có điểm tương đồng. Chúng mình có điểm tương đồng. We get along with each other. Chúng mình hợp nhau. Chúng mình hợp nhau. It's all good. Mọi thứ vẫn ổn. Mọi thứ vẫn ổn. Do you know where the nearest gas station is? Bạn có biết trạm xăng gần nhất ở đâu không? Bạn có biết trạm xăng gần nhất ở đâu không? Can you take out the garbage? Bạn có thể đi đổ rác được không? Bạn có thể đi đổ rác được không? You reap what you sow. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Have you made up your mind? Bạn đã quyết định chưa? Bạn đã quyết định chưa? Like pulling teeth. Khó như nhổ răng vậy. Khó như nhổ răng vậy. What a lame excuse. Lý do ngớ ngẩn. Lý do ngớ ngẩn. I'm in a hurry. Mình đang gấp. Mình đang gấp. I'm getting high. Mình đang phê. Mình đang phê. I'm in a good mood. Mình đang vui. Mình đang vui. Let me take a selfie. Để mình tự sướng. Để mình tự
soon. I appreciate that. Mình rất cảm kích. Mình rất cảm kích. I am very tired. Mình rất mệt. Mình rất mệt. Good luck to you. Chúc bạn may mắn. Chúc bạn may mắn. Do you know what I mean? Bạn hiểu ý mình không? Bạn hiểu ý mình không? None of your business. Không phải chuyện của bạn. Không phải chuyện của bạn. Mind your language. Ăn nói cho cẩn thận. Ăn nói cho cẩn thận. Behave yourself. Liệu hồn đó. Liệu hồn đó. Let me know. Cho mình biết nhé. Cho mình biết nhé. I'm telling the truth. Mình đang nói thật. Mình đang nói thật. I'm so confused. Mình bối rối quá. Mình bối rối quá. That's it. Vậy thôi đó. Vậy thôi đó. Tôi đang nứng. I'm horny. Tôi đang nứng. Bạn cần quan hệ tình dục nếu muốn có con. You need to have sex if you want children. Bạn cần quan hệ tình dục nếu muốn có con. Anh nhớ em nhiều lắm. Em nhớ anh nhiều lắm. I miss you so much. Có an toàn không? Is it safe? Có an toàn không? Cô ấy bị hiếp dâm. She's been raped. Cô ấy bị hiếp dâm. Cướp. Thief. Cướp. Tôi vô tội. I'm innocent. Tôi vô tội. Bạn sẵn sàng chưa? Are you ready? Bạn sẵn sàng chưa? Điện thoại của tôi bị hư rồi. My phone is broken. Điện thoại của tôi bị hư rồi. Tôi cần đi sửa điện thoại. I need to get my phone repaired. Tôi cần đi sửa điện thoại. Tôi cần kiếm việc mới. I need to look for a new job. Tôi cần kiếm việc mới. Bạn cần có hồ sơ xin việc. You need to have a resume. Bạn cần có hồ sơ xin việc. Tôi có hẹn phỏng vấn. I have an interview. Tôi có hẹn phỏng vấn. Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn. I feel lonely now. Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn. Tôi cảm thấy có lỗi. I feel guilty. Tôi cảm thấy có lỗi. Bạn cần cởi giày trước khi bước vào nhà của tôi. You need to take off your shoes before stepping in my house. Bạn cần cởi giày trước khi bước vào nhà của
tôi. Ngày mai cúp điện. Power outage tomorrow. Ngày mai cúp điện. Ông ấy nghỉ hưu rồi. He's retired. Ông ấy nghỉ hưu rồi. Tôi bị dị ứng mùi sầu riêng. I'm allergic to durian smell. Tôi bị dị ứng mùi sầu riêng. Bạn có thể giúp tôi qua đường được không? Could you help me cross this street? Bạn có thể giúp tôi qua đường được không? Tôi muốn thuê phòng. I want to rent a room. Tôi muốn thuê phòng. Tôi muốn thuê xe máy. I want to hire a motorbike. Tôi muốn thuê xe máy. Nhớ mang theo đồ sạc pin. Remember to bring a charger. Nhớ mang theo đồ sạc pin. Lái xe cẩn thận. Drive carefully. Lái xe cẩn thận. Ý kiến hay. Good idea. Ý kiến hay. Năm sau mình sẽ đi du học. I will study abroad next year. Năm sau mình sẽ đi du học. Thịt bò giảm giá. The beef is on sale. Thịt bò giảm giá. Bạn có cái nào rẻ hơn không? Do you have anything cheaper? Bạn có cái nào rẻ hơn không? Đừng có nhiều chuyện. Don't be nosy. Đừng có nhiều chuyện. Tôi muốn đi sân bay. I want to go to the airport. Tôi muốn đi sân bay. Tôi cần đăng ký tài khoản mới. I need to sign up for a new account. Tôi cần đăng ký tài khoản mới. Tôi bị mất hộ chiếu rồi. I lost my passport. Tôi bị mất hộ chiếu rồi. Tôi mới trúng vé số. I've just won a lottery ticket. Tôi mới trúng vé số. Đập 3 quả trứng vào chảo. Break 3 eggs into a pan. Đập 3 quả trứng vào chảo. Tại sao bạn nói xạo mình? Why did you lie to me? Tại sao bạn nói xạo mình? Mở nhạc nhỏ lại thôi. Just turn down the music. Mở nhạc nhỏ lại thôi. Tôi đang say. I'm drunk. Tôi đang say. Bạn có bao giờ bị cảnh sát bắt chưa? Have you ever got caught by the police? Bạn có bao giờ bị cảnh sát bắt chưa? Mình muốn cõng bạn. I want to give you a piggyback ride. Mình muốn cõng bạn. Tôi đi bơi mỗi thứ bảy. I go swimming every Saturday. Tôi đi bơi mỗi thứ bảy. Tôi muốn đầu tư vào cổ phiếu. I want to invest in stocks. Tôi muốn đầu tư vào cổ phiếu. Khi còn nhỏ, tôi hay bị bắt nạt. When I was young, I often got bullied. Khi còn nhỏ, tôi hay bị bắt nạt.
Tôi muốn nói tiếng Việt lưu loát. I want to speak Vietnamese fluently. Tôi muốn nói tiếng Việt lưu loát. Tôi đang cho con bú. I'm breastfeeding my baby. Tôi đang cho con bú. Mình ăn chay. I'm a vegetarian. Mình ăn chay. Tôi biết đường tắt. I know a shortcut. Tôi biết đường tắt. Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào năm 2021. Singer Phi Nhung passed away in 2021. Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào năm 2021. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. I was born in Saigon. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Tôi yêu Việt Nam. I love Vietnam. Tôi yêu Việt Nam. Tôi đang học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese. Đang học. Bạn làm ơn nói chậm lại được không? Can you please speak slower? Chậm lại. Đợi tôi một chút. Just a moment. Một chút. Tôi nhờ bạn cái này được không? Can you do me a favor? Nhờ. Bạn đang tìm gì vậy? What are you looking for? Tìm. Bacassa tìm ở đâu? Where can I find the BCS? Ở đâu? Cho tôi một dĩa cơm tấm. Can I have one Vietnamese broken rice? Cho tôi. Cái này bao nhiêu? How much is this? Bao nhiêu? Không cần thối tiền đâu ạ. I don't need my change back. Thối tiền. Tôi cần đi rút tiền. I need to withdraw some cash. Rút tiền. Tôi cần bịch. I need a bag. Bịch. Tôi cần giày cỡ size 40. I need a pair of shoes in the size 40. Cỡ size. Bạn có tấm hình nào không? Do you have a picture? Tấm hình. Nó không hợp lý. It doesn't make sense. Hợp lý. Cứ bình tĩnh. Take it easy. Bình tĩnh. Tôi hay cầu nguyện vào mỗi tối. I often pray every night. Cầu nguyện. Cho tôi đi quá giang được không? Could you give me a lift? Quá giang. Bạn đang nghĩ gì vậy? What's on your mind? Nghĩ. Tôi nghi lắm. I doubt it. Nghi. Phí thời gian. What a waste of time. Phí. Tôi bình thường. I can't complain. Bình thường. Dạo gần đây, cô ấy hay cọc cằn. She's been cranky lately. Cọc. Cần. Nói dễ hơn làm. Easier said than done. Dễ hơn. Xe máy của tôi bị tịch thu. My motorbike was impounded. Tịch thu. Xô nhà. What a bummer.
So, đi ra đi. Get out of here. Đi ra. Anh ấy hay ra dễ. He often flaunts, shows off. Ra dễ. Giải tán, xong xuôi. Call it a day. Giải tán, xong xuôi. Sex trong tiếng Việt nói làm sao? How to say sex in Vietnamese? Nói làm sao? Ăn ngon miệng. Enjoy your meal. Ngon miệng. Bạn thích Sài Gòn như thế nào? How do you like Sài Gòn? Thích. Nhớ vặn nước bồn cầu sau khi đi xong. Remember to flush toilet after using. Vặn nước. Bạn phải đi khám bác sĩ. You must see a doctor. Khám bác sĩ. Hôm nay tôi đi chích ngừa cảm cúm. I'm going to have flu shot today. Chích ngừa. Tôi hay bị táo bón. I often have constipation. Táo bón. Tôi bị tiêu chảy sau khi ăn quá nhiều mít. I had diarrhea after eating too much jackfruit. Tiêu chảy. Bạn có thể trả giá khi mua đồ ở Việt Nam. You can bargain when buying goods in Vietnam. Trả giá. Tôi đang bị chìm. I'm drowning. Chìm. Chừng nào bạn cưới? When will you get married? Cưới. Cô ấy đang có bầu. She is pregnant. Có bầu. Vui lòng nhường ghế cho người lớn tuổi. Please offer your seat to the elderly. Nhường ghế. Tôi bị hôi nách. I have smelly armpits. Hôi. Tôi không uống rượu. I don't drink alcohol. Uống rượu. Tôi hay hút thuốc. I often smoke. Hút thuốc. Tôi không ngủ được. I can't sleep. Ngủ. Tôi tính đặt vé máy bay đi Mỹ. I'm going to book a flight to the US. Đặt vé máy bay. Tôi muốn đặt phòng khách sạn cho 3 đêm. I like to book a hotel room for 3 nights. Đặt phòng. Bạn nên kiểm tra hạn sử dụng. You should check the expiry date. Hạn sử dụng. Tết này tôi sẽ đi làm móng. I will get my nails done this Tết holiday. Làm móng. Bạn có thường quay tay không? Do you often touch yourself? Quay tay. What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? Bạn đang làm gì vậy? I'm listening to music. Mình đang nghe nhạc. Mình đang nghe nhạc. Do you work today? Hôm nay bạn có đi làm không? Hôm nay bạn có đi làm không? Have you had breakfast? Bạn ăn sáng chưa? Bạn ăn sáng chưa?
I have to do my grocery shopping. Mình phải đi chợ đây. Mình phải đi chợ đây. I don't know. Mình không biết. Mình không biết. I like going to the movies. Mình thích đi xem phim. Mình thích đi xem phim. What's your job? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Do you live alone? Bạn có ở một mình không? Bạn có ở một mình không? How was your day? Ngày hôm nay của bạn ra sao? Ngày hôm nay của bạn ra sao? Where are you going? Bạn định đi đâu vậy? Bạn định đi đâu vậy? I'm busy now. Bây giờ mình bận rồi. Bây giờ mình bận rồi. When are you free? Khi nào bạn rảnh? Khi nào bạn rảnh? You are good looking. Bạn đẹp lắm. Bạn đẹp lắm. I am sleepy. Mình buồn ngủ. Mình buồn ngủ. I'm going to take a shower. Mình đi tắm đây. Mình đi tắm đây. I agree with you. Mình đồng ý với bạn. Mình đồng ý với bạn. I'm sorry about that. Mình rất tiếc. Mình rất tiếc. Do you mind me asking your age? Mình có thể hỏi tuổi của bạn không? Mình có thể hỏi tuổi của bạn không? Sorry for bothering you. Xin lỗi đã làm phiền bạn. Xin lỗi đã làm phiền bạn. What's the weather there like? Thời tiết ở đó như thế nào? Thời tiết ở đó như thế nào? I need to make an appointment. Mình cần phải đặt lịch hẹn. Mình cần phải đặt lịch hẹn. What time can I pick you up? Mình có thể đón bạn lúc mấy giờ? Mình có thể đón bạn lúc mấy giờ? What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì? Sở thích của bạn là gì? What are your plans for the weekend? Cuối tuần bạn định làm gì? Cuối tuần bạn định làm gì? I'm very stressed. Mình rất áp lực. Mình rất áp lực. Sorry, I don't understand. Xin lỗi, mình không hiểu. Xin lỗi, mình không hiểu. It drives me nuts. Nó khiến mình nổi điên lên. Nó khiến mình nổi điên lên. I like to order some food, please. Mình muốn đặt mua đồ ăn. Mình muốn đặt mua đồ ăn. What social media are you on? Bạn có xài mạng xã hội nào không? Bạn có xài mạng xã hội nào không? I am bored. Mình chán quá.
Mình chán quá. Are you kidding me? Bạn đùa à? Bạn đùa à? Are you serious? Bạn nghiêm túc chứ? Bạn nghiêm túc chứ? When's your birthday? Sinh nhật của bạn vào ngày mấy? Sinh nhật của bạn vào ngày mấy? Do you remember me? Bạn còn nhớ mình không? Bạn còn nhớ mình không? What's the problem? Có vấn đề gì vậy? Có vấn đề gì vậy? It's a bit embarrassing. Hơi ngượng một chút. Hơi ngượng một chút. Are you sure? Bạn có chắc không? Bạn có chắc không? What time is it now? Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là mấy giờ rồi? Who is that? Ai vậy? Ai vậy? One second, please. Làm ơn đợi một chút. Làm ơn đợi một chút. I have a question. Mình có một câu hỏi. Mình có một câu hỏi. That's right. Đúng rồi. Đúng rồi. What's your number? Số điện thoại của bạn là gì? Số điện thoại của bạn là gì? Let me think. Để mình suy nghĩ. Để mình suy nghĩ. How long does it take? Nó mất bao lâu? Nó mất bao lâu? I feel better now. Mình cảm thấy tốt hơn rồi. Mình cảm thấy tốt hơn rồi. It's weird. Kỳ ghê. Kỳ ghê. I like to spend time with my family. Mình muốn dành thời gian với gia đình mình. Mình muốn dành thời gian với gia đình mình. What do you mean? Ý bạn là sao? Ý bạn là sao? Shut up. Câm mồm đi. Câm mồm đi. That's exactly what I mean. Đúng như ý mình luôn đó. Đúng như ý mình luôn đó. It's a beautiful day. Ngày hôm nay đẹp lắm. Ngày hôm nay đẹp lắm. I want to travel to Vietnam. Mình muốn đi du lịch Việt Nam. Mình muốn đi du lịch Việt Nam. Have a nice day. Chúc một ngày tốt đẹp. Chúc một ngày tốt đẹp. You play games all day long. Bạn suốt ngày chơi game. Bạn suốt ngày chơi game. Oh my god. Trời ơi. Chúa ơi. Trời ơi. Chúa ơi. Take care of yourself.
Phải chăm sóc cho bản thân mình. Phải chăm sóc cho bản thân mình. What a coincidence. Trùng hợp ghê. Trùng hợp ghê. I am hungry. Mình đói bụng ghê. Mình đói bụng ghê. It's freezing today. Hôm nay trời lạnh cống. Hôm nay trời lạnh cống. It's hot today. Hôm nay trời nóng. Hôm nay trời nóng. I'm broke. Mình hết tiền rồi. Mình hết tiền rồi. I can't afford that. Mình không có đủ điều kiện. Mình không có đủ điều kiện. Easy money. Đồng tiền rẻ. Dơ. Đồng tiền rẻ. Dơ. At all costs. Bằng bất cứ giá nào. Bằng bất cứ giá nào. It's hilarious. Buồn cười ghê. Buồn cười ghê. Everything will be fine. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. It is what it is. Chịu thôi. Chịu thôi. I've gained weight. Mình tăng cân rồi. Mình tăng cân rồi. I'm being so lazy. Mình đang làm biếng. Mình đang làm biếng. I have to go now. Bây giờ mình phải đi rồi. Bây giờ mình phải đi rồi. Don't take it seriously. Đừng có nghiêm trọng hóa. Đừng có nghiêm trọng hóa. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. I have to do my housework. Mình phải làm việc nhà. Mình phải làm việc nhà. I don't give a shit. Mình quan tâm. Mình quan tâm. We have something in common. Chúng mình có điểm tương đồng. Chúng mình có điểm tương đồng. We get along with each other. Chúng mình hợp nhau. Chúng mình hợp nhau. It's all good. Mọi thứ vẫn ổn. Mọi thứ vẫn ổn. Do you know where the nearest gas station is? Bạn có biết trạm xăng gần nhất ở đâu không? Bạn có biết trạm xăng gần nhất ở đâu không? Can you take out the garbage? Bạn có thể đi đổ rác được không? Bạn có thể đi đổ rác được không? You reap what you sow.
Gieo nhân nào gặp quả nấy. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Have you made up your mind? Bạn đã quyết định chưa? Bạn đã quyết định chưa? Like pulling teeth. Khó như nhổ răng vậy. Khó như nhổ răng vậy. What a lame excuse. Lý do ngớ ngẩn. Lý do ngớ ngẩn. I'm in a hurry. Mình đang gấp. Mình đang gấp. I'm getting high. Mình đang phê. Mình đang phê. I'm in a good mood. Mình đang vui. Mình đang vui. Let me take a selfie. Để mình tự sướng. Để mình tự sướng. I appreciate that. Mình rất cảm kích. Mình rất cảm kích. I am very tired. Mình rất mệt. Mình rất mệt. Good luck to you. Chúc bạn may mắn. Chúc bạn may mắn. Do you know what I mean? Bạn hiểu ý mình không? Bạn hiểu ý mình không? None of your business. Không phải chuyện của bạn. Không phải chuyện của bạn. Mind your language. Ăn nói cho cẩn thận. Ăn nói cho cẩn thận. Behave yourself. Liệu hồn đó. Liệu hồn đó. Let me know. Cho mình biết nhé. Cho mình biết nhé. I'm telling the truth. Mình đang nói thật. Mình đang nói thật. I'm so confused. Mình bối rối quá. Mình bối rối quá. That's it. Vậy thôi đó. Vậy thôi đó. Tôi đang nứng. I'm horny. Tôi đang nứng. Bạn cần quan hệ tình dục nếu muốn có con. You need to have sex if you want children. Bạn cần quan hệ tình dục nếu muốn có con. Anh nhớ em nhiều lắm. Em nhớ anh nhiều lắm. I miss you so much. Có an toàn không? Is it safe? Có an toàn không? Cô ấy bị hiếp dâm. She's been raped. Cô ấy bị hiếp dâm. Cướp. Thief. Cướp. Tôi vô tội. I'm innocent. Tôi vô tội. Bạn sẵn sàng chưa? Are you ready? Bạn sẵn sàng chưa? Điện thoại của tôi bị hư rồi. My phone is broken. Điện thoại của tôi bị hư rồi.
Tôi cần đi sửa điện thoại. I need to get my phone repaired. Tôi cần đi sửa điện thoại. Tôi cần kiếm việc mới. I need to look for a new job. Tôi cần kiếm việc mới. Bạn cần có hồ sơ xin việc. You need to have a resume. Bạn cần có hồ sơ xin việc. Tôi có hẹn phỏng vấn. I have an interview. Tôi có hẹn phỏng vấn. Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn. I feel lonely now. Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn. Tôi cảm thấy có lỗi. I feel guilty. Tôi cảm thấy có lỗi. Bạn cần cởi giày trước khi bước vào nhà của tôi. You need to take off your shoes before stepping in my house. Bạn cần cởi giày trước khi bước vào nhà của tôi. Ngày mai cúp điện. Power outage tomorrow. Ngày mai cúp điện. Ông ấy nghỉ hưu rồi. He's retired. Ông ấy nghỉ hưu rồi. Tôi bị dị ứng mùi sầu riêng. I'm allergic to durian smell. Tôi bị dị ứng mùi sầu riêng. Bạn có thể giúp tôi qua đường được không? Could you help me cross this street? Bạn có thể giúp tôi qua đường được không? Tôi muốn thuê phòng. I want to rent a room. Tôi muốn thuê phòng. Tôi muốn thuê xe máy. I want to hire a motorbike. Tôi muốn thuê xe máy. Nhớ mang theo đồ sạc pin. Remember to bring a charger. Nhớ mang theo đồ sạc pin. Lái xe cẩn thận. Drive carefully. Lái xe cẩn thận. Ý kiến hay. Good idea. Ý kiến hay. Năm sau mình sẽ đi du học. I will study abroad next year. Năm sau mình sẽ đi du học. Thịt bò giảm giá. The beef is on sale. Thịt bò giảm giá. Bạn có cái nào rẻ hơn không? Do you have anything cheaper? Bạn có cái nào rẻ hơn không? Đừng có nhiều chuyện. Don't be nosy. Đừng có nhiều chuyện. Tôi muốn đi sân bay. I want to go to the airport. Tôi muốn đi sân bay. Tôi cần đăng ký tài khoản mới. I need to sign up for a new account. Tôi cần đăng ký tài khoản mới. Tôi bị mất hộ chiếu rồi. I lost my passport. Tôi bị mất hộ chiếu rồi. Tôi mới trúng vé số. I've just won a lottery ticket. Tôi mới trúng vé số. Đập 3 quả trứng vào chảo. Break 3 eggs into a pan. Đập 3 quả trứng vào chảo. Tại sao bạn nói xạo mình? Why did you lie to me? Tại sao bạn nói xạo mình?
Mở nhạc nhỏ lại thôi. Just turn down the music. Mở nhạc nhỏ lại thôi. Tôi đang say. I'm drunk. Tôi đang say. Bạn có bao giờ bị cảnh sát bắt chưa? Have you ever got caught by the police? Bạn có bao giờ bị cảnh sát bắt chưa? Mình muốn cõng bạn. I want to give you a piggyback ride. Mình muốn cõng bạn. Tôi đi bơi mỗi thứ bảy. I go swimming every Saturday. Tôi đi bơi mỗi thứ bảy. Tôi muốn đầu tư vào cổ phiếu. I want to invest in stocks. Tôi muốn đầu tư vào cổ phiếu. Khi còn nhỏ, tôi hay bị bắt nạt. When I was young, I often got bullied. Khi còn nhỏ, tôi hay bị bắt nạt. Tôi muốn nói tiếng Việt lưu loát. I want to speak Vietnamese fluently. Tôi muốn nói tiếng Việt lưu loát. Tôi đang cho con bú. I'm breastfeeding my baby. Tôi đang cho con bú. Mình ăn chay. I'm a vegetarian. Mình ăn chay. Tôi biết đường tắt. I know a shortcut. Tôi biết đường tắt. Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào năm 2021. Singer Phi Nhung passed away in 2021. Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào năm 2021. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. I was born in Saigon. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Tôi yêu Việt Nam. I love Vietnam. Tôi yêu Việt Nam.